Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con cái xin các bạn. Một cái xin tơ chữa, một con cái xin tơ. Đây, trước mặt bạn là cái xin tơ chữa các bạn. Mẫu cực kỳ đẹp các bạn thấy không? Chân móng hoàn thiện móng sò nè các bạn. Đòn thì dài. Hay cái rúng hay tay ngược vậy các bạn. Rúng nè, bốn vú đều nè. Xin tơ chữa các bạn, con này chữa 5 tháng các bạn. Chữa 5 tháng, chữa xin 5 tháng. Chữa xin 5 tháng, nọc xin trắng bàn nha các bạn. Nọc xin trắng bàn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Đòn dài bạc cu. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Sải tích nghiêm chỉnh hết các bạn. Chữa xin 5 tháng. Đồng đuôi 100 nè các bạn thấy không. Sải mặt nè. Sải lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Chân móng đây hoàn thiện các bạn. Đó, móng sò nè. Đó, rúng dài nè các bạn thấy không. Đó, chân móng sò hết các bạn thấy không. Không lan giá nha các bạn. Không lan giá chỗ nào nha. Móng sò hoàn thiện nè. Chữa 5 tháng các bạn. Chữa xin 5 tháng. Đây con này nè. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đỏ ao. Không lan giá. Quyền bò hết các bạn. Đó có cái tay nó bị rách chút xíu nha các bạn. Đòn dài, chân móng hoàn thiện. Giá con cái xin tơ này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, cái xin tơ chữa xin 5 tháng giá 32 triệu. Đó, chút nữa mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đòn cực kỳ dài luôn các bạn thấy không? Đó, cậy đuôi chà bá qua đèn khui. Đòn dài. Mặt gu y như gu bò đực luôn các bạn không. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Gu y như gu bò đực luôn. Chân móng nó hoàn thiện. Chân móng nó hoàn thiện. Giá là 32 triệu các bạn. 32 triệu. Chữa 5 tháng các bạn. Chữa bò xin 5 tháng nha. Bao chữa bao khám các bạn. Đó, cái xin tơ chữa xin 5 tháng. Giá 32 triệu. Bao chữa bao khám. Còn đây là cái xin tơ luôn nè các bạn. Đó, mẫu cực kỳ đẹp. Sải tích nghiêm chỉnh đo ao không lan giá các bạn. Cũng bật gu luôn các bạn thấy không. Rúng nè. Qua đen nè. Đó, rúng là cái rúng dài hay tê vậy các bạn. Yếm dày. Đó, con này là mẫu cực kỳ đẹp luôn các bạn. Con cái chính tơ này nó quyền bò hết các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Đây móng sò nè. Cái chính tơ này thì chủ báo giá là 21 triệu các bạn. 21 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng nè nghiêm chỉnh hết các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Đó qua thì đen khui. Đuôi chạy đuôi chà bá. Lưng thẳng. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Chân móng móng sò hoàn thiện hết các bạn. Qua thì đen khui. Rúng dài. À, rúng dài sái tích rồi nghiêm chỉnh hết các bạn. À, con này cao 1m14 bò các bạn. Cao 1m14 bò. Giá 21 triệu. Giá 21 triệu các bạn. Cao 1m14 bò giá 21 triệu. Đó. Đo lại cho anh em thấy luôn các bạn. Cao 1m14 bò nè. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết giá 21 triệu các bạn. Chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, bò đỏ ao không lan giá. Đo ngay sau lưng là cao 1m14 bò. Giá 21 triệu. Con này sau này lên cái mẫu độ luôn các bạn. Mẫu độ mẫu cực kỳ đẹp luôn nè các bạn. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Cao 1m14 bò. Đòn thì dài, cu thì bật. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Bò này hiền đó các bạn. Đụng sờ thoải mái. Đó, để đo cận cảnh cái xin chữa cho anh em thấy luôn các bạn. Bật gu nè. Cao 1m24 bò các bạn. Cao 1m24 bò. Cao 1m24 bò giá 32 triệu các bạn. Rung yếm sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó. Gu bật gu nè. Sái tích nghiêm chỉnh nè. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Rúng dài. Bốn vú đều nè các bạn. Qua thì đen khui. Gu bật đòn dài. Rung yếm nghiêm chỉnh.
Đó, cái tay các bạn thấy không, có rách chút xíu nha các bạn. Đó, giá 32 triệu, chữa bao xin 5 tháng. Center chữa xin 5 tháng, bao chữa bao khám. Giá 32 triệu các bạn, giá 32 triệu. Mẫu cực kỳ đẹp luôn các bạn. Con này mẫu cũng cực kỳ đẹp nha. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại cái center chữa 5 kháng sinh. Giá 32 triệu, cao 1m24 bò. À, cái center thì cao 1m14, giá 21 triệu. À, hai con này là đều là mẫu bò đẹp hết các bạn. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.